Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề kiểm tra 15 phút đề mẫu theo chương trình tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi của chúng ta gồm các phần sau đây. Phần 1 là phần ngữ pháp, gồm 10 câu. Phần 2, phần phát âm. Phần 3, phần dấu nhấn. Phần 4, phần tìm lỗi sai. Phần 5 là phần viết lại câu, không đổi nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần một. Phần 1, hãy chọn từ hoặc cụm từ được đánh dấu ABCD. Tốt nhất hoàn thành những câu bên dưới. Câu số 1, người Anh thì gì đó chơi bóng đá. Trong câu này, các bạn có to be nữa các bạn. Sau to be các bạn dùng tính từ nha. Ở đây thì chúng ta có chủ ngữ là người các bạn, người Anh. Chủ ngữ là người. Thì chủ ngữ là người thì tính từ chúng ta sẽ dùng ed. Thì trong câu này các bạn, chúng ta có ed là câu A và câu D nè. Rồi, interested. Tuy nhiên, chúng ta có be interested in nha. Còn A to be interested á, thì câu này quá dài dòng và không đúng cái cách nói của người Anh. Vì vậy, câu số 1, chúng ta chọn câu A. Be interesting, interested in. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Trẻ em thích cartoons là phim hoạt hình. Thì ở đây các bạn có từ enjoy. Enjoy các bạn dùng verb in. Rồi, chúng ta có câu D là verb in. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn. Cô ấy đang hát một cái bài hát truyền thống tiếng Tây Ban Nha. Một cái bài hát của cô ấy. Trong câu này các bạn, rất nhiều bạn sẽ chọn câu C nha, a favorite of her. Tuy nhiên, không đúng nha các bạn. Chúng ta có một cái bài, một cái người bạn của tôi, thì các bạn nói là a friend of mine. Mine chữ này các bạn, a friend of mine, mine chữ này nè, là của tôi nè. Thì trong trường hợp này cũng vậy, a favorite of hers. Các bạn chọn câu A nha, a favorite of hers là của cô ấy. Các bạn lưu ý ha, a favorite là một cái bài hát ưa thích của cô ấy. Câu số 4, they are not gì đó to join the army. Thì họ không cái gì đó để mà tham gia quân đội. Câu A, old enough, so enough, as good as old, enough old. Thì chúng ta có cấu trúc là tính từ cộng enough nha các bạn. Tính từ cộng enough hoặc enough cộng danh từ. Thì trong câu này các bạn dùng câu A nha. Rồi, chúng ta dùng old enough, tính từ cộng danh từ. Họ thì không đủ tuổi để tham gia quân đội. Câu số 5, anh ta thì luôn luôn phàn nàn về cái gì đó của tôi để nấu ăn. Ở đây các bạn có từ my là của tôi nè. Từ my là của tôi. Có nghĩa là phía sau đó là một danh từ các bạn. Thì trong bốn cái này nè, các bạn có câu B với câu C là danh từ. Thì câu A tính từ, câu D tính từ ngược nghĩa ha. Rồi, anh ta luôn phàn nàn về cái khả năng nấu ăn của tôi. Rồi, chúng ta chọn câu B nha các bạn. Giữa câu B các bạn, giữa câu B và câu C nè. Thì anh ta luôn phàn nàn về cái khả năng nấu ăn của tôi. Còn câu C, chúng ta hãy xem câu C trong từ điển họ sẽ giải thích như thế nào nha các bạn. Rồi, các bạn xem đây. Thiếu hụt khả năng để làm gì đó. Không có khả năng để sử dụng máy tính là một cái trở ngại nghiêm trọng khi bạn xin một công việc. Rồi, chúng ta có inability với disability. Người ta so sánh cho chúng ta nè các bạn. Rồi, disability là thiên về bệnh đó các bạn. Thì giữa chữ này và chữ này các bạn, inability là không có khả năng làm gì đó. Thì thật sự thì ai cũng có thể biết nấu ăn. Tuy nhiên, chỉ là nấu ăn ngon hay không ngon thôi các bạn. Còn trong trường hợp này nè, thì chúng ta chọn chữ ability là khả năng nấu ăn của tôi.
có nghĩa là không tốt các bạn. Còn chúng ta chọn C thì có nghĩa là không nấu ăn luôn, không biết nấu ăn gì hết luôn các bạn. Không biết gì là không đúng nha. Biết nhưng không ngon thôi. Chúng ta chọn câu B sẽ hợp nghĩa hơn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6. Cô ấy thì tự hào về cái gì đó của cô ấy các bạn. Các bạn có từ hơ của cô ấy nè. Sau đây sẽ là danh từ nha. Câu A succeed là động từ. Câu B succeeded động từ quá khứ. Câu C successful tính từ. Câu D success là danh từ. Rồi các bạn chọn success danh từ. Cô ấy tự hào về cái sự thành công của cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7. Nam ngừng gì đó cách đây 2 năm. Thì cũng giống như cái chữ enjoy trên các bạn. Và chúng ta có stop, chúng ta cộng put in nha. Rồi các bạn chọn câu D. Câu số 8, xe cảnh sát nè, clip. Clip. Rồi. À, phát nổ các bạn, clip phát nổ ha, collision là danh từ phát nổ với một cái gì đó cháy nè các bạn. À, các bạn có A, engine là động cơ, B, engineer, câu C, engineering, còn câu D, engineer là kỹ sư, thuộc về công việc kỹ sư. Rồi, chúng ta có engine là động cơ. Thì trong câu này, cảnh xe cảnh sát các bạn phát nổ với một cái động cơ bốc cháy. Rồi, chúng ta chọn câu A. Chúng ta cũng có cái từ clip này cũng có nghĩa là đâm sầm nha các bạn. Đâm vào, đụng vào. À, trong trường hợp này chúng ta chọn một cái động cơ bốc cháy ha. Còn chúng ta có từ engineering, engineer và engineer không hợp nghĩa nha các bạn. Câu số 9, tôi gì đó. Cái bất kỳ lớp học nào nếu tôi là bạn. Thì trong câu số 9 này các bạn thấy từ if nha. Các bạn thấy từ if nè. Và ở đây thì người ta cho các bạn thì quá khứ nè. Rồi if đây thì quá khứ. Thì người ta gợi ý cho các bạn đây chính là if loại 2 á. Rồi if loại 2 thì chúng ta vế đầu á các bạn dùng would could cộng với 1. Rồi chỉ có thể là câu C các bạn. Tôi sẽ không nhỡ bất kỳ lớp học nào nếu tôi là bạn. Câu số 10, anh ta thì thú vị nè, quan tâm, thích thú. À, các bạn có từ interested là in nha các bạn. Rồi chúng ta chọn in. Vì vậy câu số 10 chúng ta chọn câu D. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 La Mã nè các bạn. Đây là phần về phát âm. Bây giờ câu A. Câu A các bạn đọc là name. Thì nó là âm A nha các bạn. Các bạn tra trong quyển các bạn sẽ thấy họ sẽ viết như thế này nè. Âm A như thế này. Còn câu B. À, các bạn đọc là nation. Câu C. À, các bạn đọc là native nha, là âm A. Còn câu D các bạn. Câu D thì các bạn đọc là natural thì nó làm E, nhưng mà âm E hai chữ E các bạn, hai chữ E lộn ngược lại với nhau ha. Chữ E này lộn ngược với nhau nè. Ở đây tạm thời viết cho bạn chữ E này ha. Rồi, bây giờ chúng ta chọn câu D bởi vì nó phát âm làm E. Những từ còn lại phát âm làm A. Các bạn lưu ý là chữ danh từ các bạn đọc là nature, còn tính từ các bạn đọc là natural nha. Bây giờ qua câu số 12. Câu số 12 các bạn thấy là người ta đang kiểm tra các bạn về cách phát âm S đó các bạn. Rồi bước 1 các bạn xác định cái âm trước đó trước nha. Rồi chúng ta xác định âm trước đó trước. Rồi. Về đọc S hoặc ES là chúng ta có một nguyên tắc ở trong kênh nha các bạn theo dõi nha. Ở đây chúng ta sẽ làm luôn. Tận cùng bằng chữ N á, các bạn đọc là Z. Câu B các bạn, tận cùng bằng chữ Y dài. À, trong trường hợp là nếu các bạn tra để các bạn thấy nó là âm A á, rồi các bạn đọc là Z luôn. Còn câu C, chữ L các bạn đọc là Z. Còn câu D, chữ T nè, chữ T các bạn đọc là S nha. Rồi, vì vậy trong câu số 12, các bạn chọn câu D.
Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 3 La Mã đó các bạn. Hãy tìm một từ có cái dấu nhấn khác với những cái từ còn lại trong cùng nhóm. Về dấu nhấn thì chúng ta có nguyên tắc nha các bạn. Các bạn theo dõi trong kênh. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ giải trực tiếp nha. Rồi, câu số A này, các bạn có sần các bạn. Sần. Rồi các bạn nhấn trước đó. Situation phần 3. Từ này các bạn nhấn phần 3. Từ này các bạn có sần nè. Các bạn nhấn trước đó. Tradition. Câu C này các bạn, conservation. Conversation. Rồi các bạn có sần nữa nha. Sần. Các bạn nhấn trước đó. Phần 3. Rồi câu D này các bạn. Các bạn có sần nè. Rồi, các bạn nhấn trước đó. Isolation. 3 3 3. Rồi các bạn chọn câu B. Câu số 14 các bạn. Các bạn đọc là noisy nha, noisy. Rồi từ hai vần nhấn vần lớn hơn. Nhấn vần 1 các bạn. Quiet. Từ này hai vần, nhấn vần 1 này. Quiet. Câu C, hundred. Rồi âm ở nhấn vào nó. Âm ở không bao giờ nhấn ha. Còn câu D thì các bạn đọc là abroad. Nhấn vần 2. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu D nha các bạn. Bây giờ các bạn qua câu số 15. Câu A các bạn đọc là understand, understand. Các bạn nhấn phần 3. Rồi, từ này có nguyên tắc là các bạn. ESE hay hai chữ E các bạn, hai chữ O các bạn nhấn vào nó, Vietnamese. Câu C các bạn đọc là benefit phần 1 nha. Còn câu D này các bạn đọc là engineer, engineer phần 3. Vì vậy là trong cái câu này các bạn chọn câu C bởi vì nhấn phần 1. Câu 16 này các bạn. Câu 16 thì chúng ta sẽ tìm lỗi sai. My younger brother has worked in a bank since a long time. Thì các bạn thấy là cái người anh trai trẻ hơn của tôi, có nghĩa là đứa em đó, đã làm việc trong một cái ngân hàng. Ở đây chúng ta thấy là since a long time. Thì sai chữ since này nha các bạn. Chúng ta phải sửa thành chữ for. Bởi vì chữ for các bạn, for là cộng một khoảng thời gian. Còn since là cộng một điểm thời gian. Rồi, chúng ta chọn chữ chọn câu này. Sửa lại là thành since. Câu số 17. Anh ta thì giận dữ khi anh ta thấy cái mà đang diễn ra. Thì ở đây các bạn, người ta gạch dưới trạng từ nè. Người ta gạch dưới trạng từ. Thì các bạn xem động từ nha. Ở đây động từ thường hay động từ to be? Nếu mà là động từ to be á thì đây sẽ là tính từ. Còn nếu đây là trạng là động từ thường các bạn thì đây các bạn dùng trạng từ. Dĩ nhiên là sau to be á là trạng từ vẫn sử dụng được nha các bạn. Tuy nhiên không phải trường hợp này. Vì vậy là câu số 17 các bạn chọn cái từ unreally. Các bạn sửa lại thành từ unre. Rồi unre. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần viết câu rồi các bạn. Chúng ta sẽ qua phần viết câu. Hoàn thành mỗi câu bên dưới trong một cách đó mà nghĩa giống như cái câu được in trước đó. Họ quyết định đi đến sở thú bất chấp trời mưa lớn. Thì trong câu này các bạn, người ta cho các bạn chữ đô là dù cho nha các bạn. Ở đây chính là một cái câu và rất là quen thuộc trong chương trình tiếng Anh chúng ta nha. Các bạn thấy là ở đây các bạn, ở đây thì tôi cho các bạn là inspired. Inspired cộng một cái cụm danh từ này các bạn. Còn cái cụm danh từ. Thì trong câu này người ta cho các bạn dùng chữ do có nghĩa là cộng S cộng V nha. Inspired the heavy rain có nghĩa là dù cho trời là ít đó các bạn. Các bạn quan sát phía trước nè, các bạn thấy thì quá khứ nha. Ở đây các bạn dùng thì quá khứ là was. Rồi. Câu này các bạn, chúng ta dùng động từ rain được nha các bạn. Rồi rain chúng ta dùng quá khứ nè. Mưa lớn, heavily. Phải. Rồi dù cho trời mưa lớn. Rồi các bạn viết lại. Đây. Decided nè. To go to the zoo. Chấm nha các bạn. Rồi.
Câu này đơn giản là các bạn chuyển thành isBox thành chữ Joe cộng S cộng V. Câu 19, bởi vì thời tiết thì xấu nè, máy bay không thể cất cánh. Rồi các bạn có chữ because of. Ở trên người ta dùng because S cộng V. Ở đây các bạn dùng chữ because of cộng một cái noun phrase các bạn. Và chúng ta dùng chữ the bad nha, the bad weather. Rồi phẩy đây các bạn, the plan couldn't take off. Chấm. Câu số 20 này các bạn, họ không có ý định du lịch vòng quanh thế giới. Rồi, chúng ta có they didn't intend to cho các bạn, to cộng V1. Rồi, V1 chúng ta dùng chữ travel. They didn't intend to travel around the world. Chấm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong đề kiểm tra 15 phút chương trình tiếng Anh lớp 10. Thì đề của chúng ta khá là dễ nha các bạn. Do là đề chúng ta ôn lại các chương trình học ở lớp 9 là chủ yếu, và trong thời gian 15 phút chúng ta làm 20 câu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có bài tập về ngữ pháp nào không hiểu thì các bạn để lại comment phía dưới nha. Các bạn ghi một cái câu ra, các bạn để lại comment phía dưới sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Rồi xin cảm ơn. Xin chào và tạm biệt các bạn.